Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, cớ sao lại nhìn về bên này. Có trăm sự tự do em nói với anh không như ý, em sẽ may là nơi em thích thì đến không thì đi. Ta còn gì để nói, chấm dứt là cách tốt thôi. Hai người dừng để trôi, suy nghĩ chi em mời. Hà cỡ chi níu kéo, khi cuộc tình ta đã héo khô. Anh phải lùi lại một bước, trả cho em sự tự do, trả cho em những lời nói dối, trả cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày. Người dân không cần quan tâm, yêu đương gì đâu hỏi thăm. Hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên đây, cớ sao lại nhìn về bên này. Có trăm sự tự do em nói với anh không như ý, em sẽ may là nơi em thích thì đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đến đâu bao năm tháng, anh không hề than trách hay níu kéo em dù hứa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Cho em sự tự do, trả cho em những lời nói dối, trả cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày. Người dân không cần quan tâm, yêu đương gì đâu hỏi thăm. Hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên đây, cớ sao lại nhìn về bên này. Có trăm sự tự do bên này. Có trăm sự tự do em nói với anh không.